Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương Hiệp Đức phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trong chuyên mục sẽ có các thông tin chính. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày 21, 22 và 23 tháng 7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hiệp Đức lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức diễn ra. 269 đảng viên ở 42 tổ chức cơ sở đảng, đại diện cho 1.906 đảng viên toàn đảng bộ dự đại hội. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam dự và chỉ đạo đại hội. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hiệp Đức. Từ một huyện không có nhiều tài nguyên thiên nhiên, Hiệp Đức đã làm rất tốt công tác thu hút đầu tư. Nhờ đó, đã có hàng chục doanh nghiệp với tổng mức đầu tư lên đến gần 3.000 tỷ đồng hoạt động tại địa phương. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng lưu ý Hiệp Đức cần quan tâm đến một số lĩnh vực như tiếp tục kêu gọi đầu tư, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh sẽ quan tâm và có cơ chế riêng để Hiệp Đức xây dựng thị trấn Tân Bình đạt các tiêu chí của đô thị loại 5, giải quyết tốt nhu cầu phát triển cũng như đưa bộ mặt thị trấn Tân Bình xứng tầm là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của huyện nhà. Đặc biệt, Hiệp Đức cần quan tâm và có nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững với 3 xã vùng cao là Sông Trà, Phước Trà và Phước Gia. Đại hội Đảng bộ huyện Hiệp Đức lần thứ 9 cũng đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, góp ý vào các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2015-2020, bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, huyện Hiệp Đức đã có bứt phá đi lên khá ngoạn mục trên nhiều lĩnh vực, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư ở miền núi Quảng Nam. Để có được những thành quả đó, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo huyện, thì sự đồng thuận cao của người dân được coi là yếu tố then chốt quyết định cho những thành công của huyện Hiệp Đức hôm nay. Đưa chúng tôi đi trên cây cầu Trà Linh, ông Lê Xuân Thiết không giấu được niềm vui, lòng tự hào, bởi ước mơ lâu đời của bà con Hiệp Hòa nói riêng và người dân Hiệp Đức giờ đã trở thành hiện thực. Cây cầu Trà Linh được xem là cây cầu của ý đảng lòng dân, bởi không chỉ hơn 120 tỷ đồng đầu tư của nhà nước, mà hàng trăm hộ dân trong vùng dự án đã đồng thuận cao với chủ trương làm cầu của nhà nước. Họ đã đóng góp ngày công, tự nguyện di dời để công trình sớm hoàn thành trước 6 tháng so với kế hoạch đề ra. Đời sống nhân dân nó tự nó thay đổi, cuộc sống nó thay đổi thấy rất là rõ, giá trị đất đai nó cũng có cái giá trị riêng, rồi tất cả hàng nông sản của nhân dân làm ra cũng được giải quyết, rút ngắn được cái khoảng cách giữa như vậy các cái vùng ở trong huyện này, cũng mừng hết, cái cả như vậy là xã hội này cũng đều mừng, mà đặc biệt như vậy là cái vùng nhân dân tôi rất là mừng, phấn khởi. Đây là cái niềm tin của đảng nhà nước đối với nhân dân, mà nhân dân đối với đảng nhà nước rất là lớn, mà nhân dân rất là phấn khởi. Không chỉ cầu Trà Linh, mà trong chặng đường 5 năm qua, khi Hiệp Đức triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, cũng như đưa ra nhiều quyết sách mang tính chiến lược trong thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Tất cả các chủ trương đều nhận được sự đồng thuận hưởng ứng cao của người dân, cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Lớn nhất của Hiệp Đức là cái lòng dân, tức là được nhân dân họ đồng thuận rất cao, bởi vì lẽ về mặt xã hội á, là cái an sinh xã hội đây nó quá tốt. Thứ hai á, là cái nông thôn và đô thị, đặc biệt là đô thị thì phải nói là năm năm qua thì phải nói cái hạ tầng về giao thông nó thay đổi nhiều. Và đặc biệt á, là giữ gìn cái đoàn kết thống nhất rất là tốt. Và tôi cũng thấy rằng là các đồng chí đã rất là có trách nhiệm với công việc và dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước đảng bộ và nhân dân. Tập trung bằng nhiều biện pháp để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tôi nói là rất là tốt. Và tôi cũng thấy rằng là các đồng chí lãnh đạo, mà đặc biệt là các đồng chí đứng đầu các quỹ chính quyền á, rất là năng động, sáng tạo, rồi phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp để
tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư để vận động nhiều nguồn lực để đầu tư cho phát triển của Hiệp Đức trong thời gian vừa qua. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã từng dạy, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Câu nói của người đã và đang được Đảng bộ chính quyền huyện Hiệp Đức vận dụng khá nhuần nhuyễn trong chặng đường 5 năm qua. Với những quyết sách mang tầm chiến lược, cộng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể, ban chấp hành Đảng bộ huyện và sự đồng thuận hưởng ứng cao của người dân, đồng bào các dân tộc địa phương, tất cả sẽ giúp Hiệp Đức hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2025, cũng như vươn xa hơn trong một chu kỳ dựng xây phát triển mới. Sáng ngày 21 tháng 7, huyện Hiệp Đức khánh thành và gắn biển công trình cầu Trà Linh, xã Hiệp Hòa. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Cầu Trà Linh có chiều dài cầu và đường dẫn là 909 mét. Công trình do công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Dương xây dựng với tổng kinh phí hơn 120 tỷ đồng. Cây cầu Trà Linh được thi công trong thời gian 30 tháng, hoàn thành sớm hơn kế hoạch 6 tháng. Cây cầu hoàn thành không chỉ tạo điều kiện cho giao thương hàng hóa hay việc đi lại thuận tiện cho người dân nơi đây, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế liên kết vùng giữa 4 huyện Hiệp Đức, Nông Sơn, Nam Giang và Phước Sơn thông qua tuyến đường Đông Trường Sơn huyền thoại. Cuối tuần qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hào Hưng, Hiệp Đức long trọng tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất ván ghép thanh và viên nén năng lượng. Công trình được xây dựng tại cụm công nghiệp thôn Trà Va, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức. Tổng vốn đầu tư dự án là 535,7 tỷ đồng trên diện tích 14,272 ha. Công suất dự kiến đạt 100.000 mét khối ván ghép thanh trên một năm và 180.000 tấn viên nén năng lượng trên một năm. Phát biểu tại buổi lễ động thổ, lãnh đạo huyện Hiệp Đức và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đánh giá cao tinh thần thiện chí của tập đoàn Hào Hưng trong việc đầu tư một nhà máy quy mô lớn tại khu vực vùng cao, vùng an toàn khu. Với điều kiện vị trí địa lý thuận lợi và tiềm năng rừng hiện có của huyện Hiệp Đức, việc nhà máy đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển kinh tế lâm nghiệp và lợi ích của người trồng rừng. Cũng trong tuần qua, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Hào Lân, công ty CP Feco Aquaponics, công ty trách nhiệm hữu hạn Sâm Sâm, công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Bình Minh và Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức khởi công xây dựng dự án khu phức hợp nông nghiệp công nghệ cao. Dự án được xây dựng tại thôn Hóa Trung, xã Quế Thọ với tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng. Tại đây sẽ hình thành trung tâm công nghệ sinh học, khu chăn nuôi bò cao sản tập trung với quy mô giai đoạn đầu khoảng 500 con, sau đó tăng lên 1.000 con. Khu vực nuôi gà trong trại lạnh với số lượng 180.000 con trên một lứa. Đặc biệt, chủ đầu tư sẽ phối hợp với Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp thực hiện khảo sát thiết kế khu nuôi trồng, chọn giống, tiến đến xây dựng mô hình liên kết 4 nhà, nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học trong nghiên cứu và phát triển các giống cây lâm nghiệp, cây dược liệu có giá trị kinh tế cao nhằm giúp cho nông dân tiếp cận nguồn cây giống có chất lượng, đầu tư phát triển sản xuất hiệu quả. Cũng nằm trong các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Hiệp Đức lần thứ 9 mới đây, Hội Nông dân xã Hiệp Hòa đã tổ chức giải đua thuyền truyền thống. Tham gia giải có 8 thuyền đua đến từ các thôn trong xã và các xã lân cận. Các thuyền đua lần lượt trải qua 3 giải gồm giải Hòa Bình, giải Rượu và giải Tiên. Đây là tên gọi theo truyền thống đua thuyền của người dân sông nước Hiệp Hòa. Các thuyền đua đều thi đấu trên tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, thắm tình đoàn kết, cống hiến cho khán giả nhiều pha rượt đuổi ngoạn mục trên sông nước. Đây là hoạt động vừa chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 9, đồng thời vừa khơi dậy phong trào đua thuyền ở địa phương, cũng như tạo sân chơi vui tươi, bổ ích, lành mạnh cho người nông dân Hiệp Hòa nói riêng và Hiệp Đức nói chung sau những ngày lao động mệt nhọc. Giải đua thuyền truyền thống được Hội Nông dân xã Hiệp Hòa tổ chức thường niên và nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo bà con nông dân trên địa bàn huyện Hiệp Đức. Thưa quý vị và các bạn, từ mức thu nhập bình quân đầu người hơn 37 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 11% vào năm 2020, Hiệp Đức đã đề ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ đến tăng mức thu nhập lên bình quân 50 triệu đồng trên một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%. Đây là hai chỉ tiêu khá cao và khó so với một huyện trung du miền núi như Hiệp Đức. Căn cứ vào đâu để làm thế nào để Hiệp Đức xây dựng cũng như hoàn thành hai chỉ tiêu cứng này trong chặng đường 5 năm đến?
Về dự đại hội Đảng bộ huyện Hiệp Đức lần này, đảng viên Hồ Văn Sinh mang theo bao kỳ vọng. Trong đó, với một xã an toàn khu có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, 5 năm qua, sông Trà đã vươn lên thoát khỏi chương trình 1-3 năm và trong lộ trình đến năm 2025, địa phương vùng cao này sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu đó, chỉ tiêu về giảm nghèo và thu nhập bình quân đầu người đã được sông Trà tính đến. Công ty An Việt Phát có chủ trương là thực hiện một cái công trình dự án là trên 40 hectare và dự án này dự kiến là số tiền đầu tư khoảng trên 1.000 tỷ. Đây là một cái giải pháp chúng tôi xác định sẽ giải quyết công ăn việc làm, giải quyết cái đầu lao động cho công dân tại địa bàn để phát triển thoát nghèo bền vững. Không chỉ đảng viên Hồ Văn Sinh mà 269 đảng viên tiêu biểu đại diện cho hơn 1.900 đảng viên trong toàn Đảng bộ Hiệp Đức cũng đã thẳng thắn góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình tại đại hội. Nhiều ý kiến đóng góp hiến kế để Hiệp Đức có thể hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong cả nhiệm kỳ 5 năm đến. Nhất là với hai chỉ tiêu quan trọng góp phần đưa Hiệp Đức trở thành địa phương mạnh về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng trong chặng đường 2020-2025. Đối với Bình Sơn cũng tập trung mạnh về phát triển kinh tế vườn. Hiện nay chúng tôi đầu tư là gần 20 hectare bưởi da xanh. Trong thời gian đấy thì sẽ nhân rộng cái diện tích này và trong năm 2021 thì sẽ cho ra sản phẩm để cung ứng ra thị trường để nâng cao đời sống của người dân. Và chắc chắn rằng cái mức thu nhập của bình quân của đầu người trong nhiệm kỳ đấy sẽ đạt 50 hoặc cao hơn nữa. Chính sách giảm nghèo cho 3 xã vùng cao. Tại vì cái Hiệp Đức bây giờ thì các hộ nghèo, hộ cận nghèo nhiều thì nằm ở 3 xã vùng cao. Thì sẽ ra một cái nghị quyết chuyên đề riêng để tập trung giảm nghèo cho khu vực này. Nghị quyết thứ hai là chăn nuôi tập trung của huyện Hiệp Đức. Thì xác định cái vùng này là vùng khí hậu cũng tương đối tốt, địa bàn đất đai là thuận lợi. Chính vì vậy đã thu hút rất nhiều đầu tư, nhà đầu tư lên huyện Hiệp Đức chuyên đề về phát triển về cái rừng gỗ lớn. Trong nghị quyết thì là phấn đấu là đưa nâng lên 6.000 hecta. Đây là vừa đồng hành cho cùng doanh nghiệp một số nhà máy chế biến gỗ và cùng là để nâng cao được cái giá trị cái kinh tế trên địa bàn Hiệp Đức. Sau đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 9, Hiệp Đức sẽ bắt tay ngay vào các phần việc cụ thể trong thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và ngày càng có nhiều doanh nghiệp tìm về Hiệp Đức để đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến gỗ, trồng rừng gỗ lớn. Đó sẽ là điều kiện, là tiền đề để huyện vùng cao này giải quyết nguồn lao động tại chỗ, nâng cao mức thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân. Đồng thời với lợi thế về mặt giao thông liên kết vùng, cũng sẽ giúp Hiệp Đức phát triển nhanh, mạnh hơn trong chặng đường 5 năm đến, cũng như hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra tại đại hội lần này. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc trang địa phương Hiệp Đức phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.